chợ thuốc Hapulico, trung tâm phân phối dược lớn nhất Hà Nội. Kiểm tra lô hàng hóa được xếp đống chuẩn bị đưa lên xe đi tiêu thụ, cơ quan chức năng phát hiện hơn 300 chai dung dịch nước sát khuẩn rửa tay Asirap có dấu hiệu nghi vấn. Dù trên vỏ từng sản phẩm ghi rõ tên nhà sản xuất, thậm chí dán cả tem chống hàng giả, tuy nhiên chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lô hàng. Tem nhãn mác là nó được in là đậm hơn so với sản phẩm thật, cũng như là cái chữ nó mờ, không được sắc nét như cái sản phẩm thật. Ngoài ra thì đặc biệt nữa là có yếu tố là sản mở cái sản phẩm thật ra thì nó có mùi thơm rất dễ chịu. Còn cái sản phẩm giả thì khi mở ra nó có mùi hắc, rất khó chịu. Theo cơ quan chức năng, lợi dụng nhu cầu sử dụng nước sát khuẩn trong mùa dịch tăng cao, các đối tượng đã sản xuất từ các loại cồn công nghiệp, sau đó trà trộn với các loại dung dịch sát khuẩn thật rồi đóng hàng hóa gửi đi các tỉnh tiêu thụ. Nếu chỉ quan sát bằng mắt thường, người tiêu dùng rất khó phân biệt đâu là sản phẩm thật, giả. Đối tượng là mua bao bì tại một nơi và đóng gói tại một nơi, cũng như là dán nhãn mác đưa ra thị trường tại nơi. Thậm chí là các đối tượng trên đã sử dụng những cái xe lưu động và sang chiếc ngay tại trên đường, những cái đường khu vực ngoại thành vắng vẻ và đưa vào tiêu thụ. Trong lúc cả nước đang tập trung nhiều biện pháp để chống dịch, thì việc xuất hiện những mặt hàng giả, nhất là nước dung dịch sát khuẩn rửa tay hay các loại khẩu trang và thiết bị y tế giả như thế này, không những không có tác dụng chống dịch mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Dù cơ quan chức năng đã nhiều lần phát hiện, xử phạt các sản phẩm chống dịch COVID-19 giả trên thị trường, tuy nhiên do lợi nhuận từ việc sản xuất hàng giả quá lớn nên nhiều đối tượng vẫn bất chấp mọi quy định tuồn hàng giả vào thị trường tiêu thụ. Phải căn cứ theo khoản 3, điều 192 Bộ Luật Hình Sự thì mới có sức răn đe, vì những cái điều luật này nó quy định có từ 7 đến 15 năm tù cho cái tội sản xuất và buôn bán hàng giả. Hiện đội quản lý thị trường số 14 đang mở rộng điều tra để truy tìm cơ sở sản xuất nước sát khuẩn giả, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử phạt chủ cơ sở kinh doanh và tiêu hủy số hàng hóa giả mạo trên.